Việc tắm gội đúng cách giúp cho các thương tổn vẩy nến không bị khởi phát, cũng như làm cho bệnh không bị nặng thêm. Chúng ta có một số lưu ý cho người vẩy nến khi tắm gội như sau. Chỉ nên tắm một lần mỗi ngày, không nên tắm quá lâu, ví dụ như là tắm vòi sen trên 5 phút hoặc là tắm bồn trên 15 phút, và tắm nước quá nóng vì sẽ gây khô da, làm bệnh bùng phát hoặc làm tăng độ nhạy cảm và kích ứng da, tăng cảm giác ngứa ngáy cho người bệnh vẩy nến. Sử dụng xà phòng hoặc sữa tắm, sữa rửa mặt dịu nhẹ, dầu đủ ẩm dành cho da nhạy cảm, làm sạch bằng cách xoa nhẹ lòng bàn tay trên cơ thể, không dùng bông thấm, sơ mướt, chà sát mạnh lên cả vùng da lành và vùng da có thương tổn vẩy nến. Sau khi tắm xong, lau khô da nhẹ nhàng bằng cách dùng khăn chạm nhẹ trên da để thấm nước, không chà sát mạnh. Trong vòng 5 phút sau tắm, khi da còn hơi ẩm nhẹ là thời điểm bôi kem dưỡng ẩm tốt nhất. Nên chọn loại kem không chứa hương liệu và chất bảo quản. Thông tin cho sản phẩm thường có dòng chữ không có hương thơm hoặc là giảm thiệt gây dị ứng. Cho kem ra lòng bàn tay, xoa đều hai bàn tay và massage nhẹ nhàng trên các vùng da của cơ thể. Nên sử dụng dầu gội có chứa than hắc ín hoặc axit salicylic. Than hắc ín phù hợp cho các trường hợp người bệnh có kèm theo tình trạng ngứa. Còn axit salicylic ưu thế điều trị những thương tổn da đầu, vẩy nến dày, viêm đỏ. Lưu ý axit salicylic có thể dẫn đến rụng tóc tạm thời nếu để trên da đầu quá lâu hoặc nồng độ quá cao gây kích ứng. Sau khi bôi dầu gội lên da đầu, tốt nhất là nên dùng lòng của ngón tay massage nhẹ nhàng khoảng 2-3 phút, sau đó xả sạch. Nếu thương tổn vẩy nến da đầu sạch, có thể duy trì gội 1-2 lần tuần. Lưu ý là các loại dầu gội điều trị vẩy nến da đầu hầu như chỉ làm sạch vẩy, giảm viêm, không làm sạch tóc. Vì vậy, người vẩy nến cần kết hợp sử dụng dầu gội làm sạch tóc thông thường sau khi sử dụng dầu gội điều trị vẩy nến. Lưu ý nên chọn loại dành cho da nhạy cảm. Sau khi gội đầu nên để tóc khô tự nhiên, có thể dùng quạt máy hoặc chỉnh chế độ sấy mát giúp tóc khô nhanh hơn mà không gây tổn thương da đầu do nhiệt độ cao. Và khi tóc còn hơi ẩm nhẹ, chải nhẹ nhàng với lực mềm. Như vậy chúng ta đã biết những lưu ý cho người vẩy nến khi tắm gội. Chúc cho tất cả bệnh nhân vẩy nến của chúng ta có một làn da khỏe đẹp.